Ukraine không còn lý do để đánh tiếp. Đây là sự quay lại của bản tin chiến sự Ukraine. Và sau một tuần không làm bản tin cho các bạn xem, thì diễn biến tổng thể chẳng có chuyện gì xảy ra đáng kể ở Ukraine cả. Nhưng khi mình đã bắt đầu quay lại bản tin thì sẽ có điều gì đó bắt đầu xảy ra. Bây giờ chúng ta sẽ điểm qua diễn biến của một tuần qua trên toàn bộ chiến trường. Ở mặt trận tấn công chính xác, chúng ta nói về Ukraine trước. Đầu tuần trước, Ukraine tổ chức một đợt tấn công gồm 4 thuyền đổ bộ kết hợp với việc tấn công tên lửa xuất phát từ các khu vực của Odessa. Theo báo cáo thì các tên lửa đều bị đánh chặn. 4 chiếc thuyền đổ bộ bị phát hiện, nhưng có 2 chiếc đã đổ bộ vào khu vực mỏm Takhakut, khiến cho cảnh báo sơ tán ở một cơ sở khí đốt gần đó được phát đi. Tuy nhiên sau đó, tất cả các xuồng này đều đã rút lui và ít nhất có 1 chiếc bị phá hủy. Đây vẫn chỉ là một hoạt động để làm truyền thông của Ukraine mà thôi. Cho tới tận 4 ngày sau đó, vào ngày 7 tháng 10 thì Ukraine mới tổ chức một đợt tấn công tiếp theo vào Crimea với mục tiêu là nhà ga xe lửa tại Dyankoy. Vũ khí được dự đoán là tên lửa HIMARS dựa trên sức ảnh hưởng của vụ nổ chật mục tiêu, còn Nga thông báo đó là tên lửa S-200 của Ukraine. Trong suốt một tuần vừa qua, Ukraine chỉ tổ chức 2 đợt tấn công khá vô thưởng vô phạt và cũng không cho thấy nó nằm trong một chuỗi liên tục nào như những cuộc tấn công trước đó. Trong suốt 4 ngày vừa qua, thế giới hướng mắt về giải Gaza thì Ukraine cũng không tổ chức một đợt tấn công tầm xa nào đủ lớn, ngoài lẻ tẻ vài UAV bay tứ tung vào các vùng lãnh thổ khác của Nga. Thế nên, hoàn toàn có thể nhận định rằng Ukraine đang chỉ cố gắng đánh dấu sự hiện diện của mình bằng vài đòn thi thoảng nhắm vào Crimea và vài UAV ở các khu vực khác, chứ không cho thấy một kế hoạch lớn nào đang được diễn ra. Ở chiều ngược lại, tuần qua các đợt tấn công tầm xa của Nga cũng đã giảm về cường độ. Mục tiêu nổi bật nhất mà Nga nhắm tới trong tuần qua đó là Odessa. Nếu các bạn chưa quên thì vào tuần trước đó, Ukraine đã xuất đi thành công thêm 3 tàu chở ngũ cốc. Về nên, bằng cách nào đó, các cơ sở hạ tầng xuất khẩu của Ukraine vẫn chưa bị phá hủy hoàn toàn, hoặc là Ukraine đã có thể sửa chữa các hạ tầng đó. Về nên, mục tiêu mới nhắm vào các cơ sở hạ tầng của Ukraine lại tiếp tục xuất hiện là lý do cho các cuộc tấn công của Nga. Gần đây nhất vào ngày 7 tháng 10, xuất hiện nhiều video vụ cháy bởi các cuộc tấn công UAV từ Nga và tên lửa Onyx. Và vào đêm qua lại tiếp tục các thiệt hại ở Odessa được Nga thực hiện bằng UAV. Ngoài ra, các khu vực khác như Nikolaev, Kherson cũng ghi nhận các cuộc tấn công bằng UAV của Nga, tuy nhiên số lượng tập trung lớn nhất vẫn là vào Odessa. Và khoảng vài ngày gần đây, cơ bản là vắng bóng các tên lửa. Khác với Ukraine, đợt tấn công của Nga ít hay nhiều là do mục tiêu chứ hoàn toàn không vì mục đích truyền thông. Chính vì thế, khi Nga giãn các đợt tấn công tầm xa của họ, đồng nghĩa với việc các đợt tấn công phải tạm dừng vì các mục tiêu chưa xuất hiện mà thôi. Chúng ta tiếp tục đi vào cụ thể các mặt trận để xem một tuần qua có điều gì đáng nói không. Trước tiên là tại Kherson, hoạt động nổi bật nhất ở đây vẫn là việc Nga thực hiện các cuộc không kích vào bờ Tây của sông Dnipro để phá hủy các cơ sở quân sự của Ukraine. Tình hình trên thực địa không có ghi nhận động thái nào đáng kể của cả hai bên. Ukraine trong ngày hôm qua thực hiện một cuộc đổ bộ và chiếm giữ thêm một đoạn nhỏ ở cầu Antonov. Nga cũng không có động thái đáng kể nào để ngăn chặn, mà chắc chắn sẽ là sử dụng các đợt tấn công tầm xa sau đó. Ngoài sự kiện đó thì Ukraine gần như án binh bất động. Còn Nga thì có tin cho biết họ đang củng cố thêm các phòng tuyến để chuẩn bị nghênh tiếp các đợt đổ bộ nếu có của Ukraine. Ở toàn bộ khu vực này chỉ có thêm một thông tin ngoài lề đáng chú ý. Đó là trùm tình báo Budanov vào vài ngày trước đã công khai thừa nhận rằng Ukraine từng có ý định tấn công và đã tổ chức 3 đợt tấn công đột kích qua sông nhắm thẳng vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Tất nhiên, theo nghĩa là muốn tấn công bộ binh để chiếm lấy nhà máy, chứ không phải là kiểu tấn công phá hủy mà chúng ta thường nghe ở nhiều kênh truyền thông suốt tháng 6 và tháng 7. Điều này chứng tỏ Ukraine cũng có tham vọng bắt cóc riêng cái nhà máy điện này để mở đường cho một điều gì mới từ thời điểm cuộc phản công bắt đầu. Tuy nhiên, mọi kế hoạch liên quan đến nhà máy điện hạt nhân đã hoàn toàn thất bại, từ kế hoạch chiếm nhà máy tới kế hoạch tuyên truyền rằng Nga muốn cho nổ tung nhà máy này. Đi tới chiến trường Orykiv tại khu vực Zaporizhia, tất nhiên là một diễn biến trầm lắng không có gì nổi bật. Tuy nhiên, giao tranh vẫn diễn ra hàng ngày với kịch bản cứ tấn công, thiệt hại rồi lại rút về. Trong một tuần vừa qua, vào ngày 5 tháng 10, Nga đã thực hiện tiến công và chiếm lại được một khu vực ở hướng Vebove như mô tả ở đây. Trước đó, Nga cũng đã lấy lại một khoảng tại phía nam của Robotyne như mô tả. Còn phía Ukraine, các cuộc tấn công vào khu vực phòng tuyến chính Robotyne-Vebove đều không mang lại hiệu quả. Họ chỉ tổ chức thành công một đợt tiến công và chiếm được một khu vực như mô tả tại cánh phía đông của khu vực này. Đồng thời, báo cáo ngày hôm qua cho biết, Ukraine lại tổ chức thành công một mũi đánh tại hướng phía tây, cũng chiếm được thêm một khoảng như ở trên bản đồ. Tuy nhiên, theo ghi nhận thì vùng đó Ukraine cũng không giữ được. Từ cách đánh này, chúng ta có thể nhìn nhận các mũi đánh của Ukraine thọc sâu vào phòng tuyến chính đều không đạt được hiệu quả trong suốt tuần vừa qua, khiến cho Ukraine phải đổi hướng tấn công sang hai sườn. Tuy nhiên, ở hai sườn này, về cơ bản, các cao điểm xung quanh Ukraine vẫn không thể chiếm được. Họ chỉ lấy thêm được một vùng ở vùng trũng sườn phía đông mà thôi. Còn báo cáo từ phía Ukraine cho chúng ta biết họ đã đạt được thành công một phần ở hướng Vebove. Nhưng với báo cáo kiểu này thì chắc chẳng có điều gì xảy ra ở trên chiến trường cả. Đồng thời, phía Ukraine cũng thông báo đẩy lùi cuộc tấn công của Nga ở hướng nam của Robotyne, dẫn tới nhận định rằng Ukraine từ bên tấn công lại bắt đầu trở thành bên phòng thủ tại chiến trường này.
Cũng tại khu vực này, vẫn như thường lệ, các đợt tấn công không kích bằng FAB cũng như các vũ khí tầm xa của Nga vẫn liên tiếp xảy ra. Diễn biến nổi bật nhất chắc là việc Nga đã phát hiện một đoàn xe tiếp viện của Ukraine xuất hiện ở sâu tại khu vực Orykiv và đã không kích phá hủy. Báo cáo cho thấy có đoàn xe khoảng 40 chiếc và đã bị Nga tấn công bằng vũ khí tầm xa, nhưng chưa có báo cáo thiệt hại cụ thể, chỉ ghi nhận video có xe bị đánh trúng. Về cơ bản, Ukraine dường như không thể tấn công tiếp về phía Nam và kỳ vọng vào đợt tấn công lớn cuối cùng của Ukraine trong mùa hè có vẻ đang rơi dần vào quên lãng. Tiến lên khu vực mỏm Premysky, chúng ta biết thời điểm Ukraine trùng xuống thì Nga đã tranh thủ tiến quân chiếm lại phần phía bắc của Prytune. Trong vài ngày vừa qua, Ukraine thường xuyên tổ chức các mũi tấn công đánh thẳng vào Prytune để lấy lại các phần đã bị mất. Tuy nhiên, các cuộc tấn công của họ đều thất bại. Ở chiều ngược lại, Nga vẫn tiếp tục cường độ không kích vào các khu vực hậu cần của Ukraine tại đây. Đặc biệt, video ghi nhận Nga thả nhiều vật thể vào Uruzhne để mở đường cho các mũi tấn công của Nga theo hướng này. Ở đây chúng ta có thể thấy các cuộc tấn công của Ukraine đã ấm trở lại, tuy nhiên phần chủ động lại nghiêng về phía Nga. Từ hôm qua đã có báo cáo cho thấy Nga đã tiến hành tấn công theo hướng Uruzhne và đã mở rộng thêm một vùng kiểm soát như ở trên bản đồ. Sự chủ động của Nga có vẻ không phải gói gọn trong chiến trường tại mỏm Vremensky mà nó liên thông với toàn bộ khu vực từ Vudela đến Marinka. Chúng ta không có nhiều thông tin từ Nga về diễn biến tại khu vực này, nhưng chúng ta xuất hiện các video từ phía Ukraine cho thấy họ đã phá hủy được các xe bọc thép của Nga tại một số địa điểm trên toàn tuyến. Đồng thời, báo cáo từ phía Nga cho thấy ở chiến trường Nam Donetsk này, thiệt hại của Ukraine tăng đột biến lên tới hơn 200 binh sĩ. Chúng ta không đi sâu vào phân tích về độ xác thực của thiệt hại này, mà chúng ta sẽ kết hợp thông tin như sau. Cường độ đánh tại mỏm Vremensky không thể dẫn tới thiệt hại nhiều như vậy, cộng với việc Ukraine công bố nhiều xe bọc thép của Nga đã bị hạ tại vị trí này. Điều đó dẫn cho chúng ta một nhận định rằng có vẻ Nga đang tổ chức một đợt tấn công lớn nào đó ở toàn khu vực đánh dấu ở đây. Điều đó mới có thể lý giải cho các báo cáo tiêu diệt của Ukraine cũng như báo cáo thiệt hại lớn của Ukraine do Nga đưa ra. Chúng ta cùng chờ xem thông tin trong những ngày tới để hiểu điều gì đang xảy ra ở khu vực này. Nhưng có vẻ Nga đang thực hiện một chiến dịch nào đó ở đây, nhưng trong giai đoạn đánh đầu tiên thì đang vấp phải rào cản lớn từ Ukraine. Kết hợp với thông tin mới nói trên, chúng ta đi tới Marinka sẽ thấy, trong vài ngày vừa qua, Nga đã chiếm được một vị trí tại khu vực đánh dấu ở đây. Và hiện nay có thông tin cho biết, Nga đang tấn công theo hai hướng nhắm thẳng vào vị trí phòng tuyến của Ukraine tại khu vực rìa phía tây của Marinka như đánh dấu trên bản đồ. Có một thông tin chưa xác thực cho biết rằng Ukraine đã đánh mất các vị trí phòng thủ tại rìa phía ngoài cùng và đang rút lui về sâu hơn. Giao tranh vẫn đang tiếp tục diễn ra. Kết hợp từ sự chủ động của Nga tại mỏm Vremensky, sự tấn công mạnh ở khu vực phía tây Marinka và các thông tin mập mờ tại khu vực ở phía giữa bản đồ này cho chúng ta một nhận định rằng toàn chiến trường từ Vremensky đến Marinka, Nga đang thực hiện một chiến dịch lớn và toàn diện nào đó. Bước đầu có vẻ đang gặp phải các rào cản đáng kể. Chúng ta rất mong chờ diễn biến tại khu vực này, một khu vực mà phần lớn thời gian vừa qua án binh bất động. Và đây là Adipka, một khu vực mà có thể là nó không tách khỏi chiến dịch tổng thể tại khu vực Donetsk này. Khác với chiến trường chúng ta mới nhắc tới ở trên thì tin tức tại Adipka rõ ràng hơn nhiều. Khởi đầu khoảng 3 ngày trước tới nay, Nga đã tăng cường phá hủy, bắn phá vào các công sự, các tòa nhà, các nhà máy, tất cả các vị trí được coi là thành trì của Ukraine. Trong vài ngày trước, các mũi đánh tại hướng Nam của Nga đã tiến lên chiếm cứ được một vài công sự gần thành phố. Và diễn biến mới trong 24 giờ qua cho thấy Nga lại tiếp tục sử dụng hỏa lực không quân hàng nặng làm mềm chiến trường. Hơn 200 khẩu pháo của Nga đang dã vào Adipka. Sau đó, nhiều mũi tấn công của Nga tiến thẳng từ hướng Nam cũng như tấn công ra từ hướng Đông như mô tả trên bản đồ. Kết quả sơ bộ theo báo cáo cho chúng ta biết rằng Nga đã áp sát khu làng Bedichi ở phía Bắc. Ở hướng Nam, các mũi tấn công của Nga đã có thể áp sát thành phố Adipka. Quân Nga đang tạm thời kiểm soát thêm khoảng 200m ở hướng này. Theo nhận định từ các nguồn blogger phương Tây, tình trạng của binh sĩ Ukraine tại khu vực Adipka là hoàn toàn hỗn loạn với nhiều người thiệt hại và bị thương. Thời điểm mình làm bản tin này thì các cuộc tấn công pháo kích và các mũi đánh đã tạm thời dừng lại tại các vị trí mới chiếm được. Phía Ukraine cũng đưa ra thông báo cho biết các cuộc tấn công của Nga đã bị chặn đứng. Nhưng rõ ràng với lịch sử giao tranh tại khu vực này cũng như thông tin về cường độ của Nga và sự hỗn loạn từ phía Ukraine thì chắc chắn sự tạm ngừng này của Nga là một sự chủ động. Nhận định của mình ở chiến trường này thì từ suốt hơn một năm qua, Nga chưa từng có ý định chiếm Andivka mà luôn coi đây là một cái túi lửa bao vây và tiêu hao, buộc Ukraine phải giữ. Và tình trạng hiện nay, cách Nga đang làm tại Andivka liên thông tới khu vực ở phía dưới tại chiến trường Donetsk thì đây chắc hẳn là một động thái siết chặt bao vây, ép quân Ukraine phải điều quân tới khu vực Andivka này để tiếp viện nhằm làm phá sản kế hoạch tấn công mạnh ở một chiến trường nào khác mà Nga đã phát hiện ra. Với tình trạng hiện nay, mình tin rằng Nga sẽ chưa cố gắng dồn mọi nguồn lực để chiếm Andivka mà chỉ mới là các đòn đe dọa, siết chặt, gây hỗn loạn cho toàn bộ chiến trường của Ukraine mà thôi. Thời điểm bao vây và tiêu hao vào mùa đông thì Adipka là một trong những túi lửa mà Nga nhằm tiêu hao quân Ukraine. Nga không dại gì bỏ một nguồn lực khổng lồ để chiếm Adipka trong thời điểm hiện tại làm gì cả.
Chúng ta nên chú ý tới chiến trường có rất ít thông tin tại khu vực từ Vurila đến Marinka mà lúc nãy mình đã trình bày. Vị trí đó mình nghi ngờ rằng có kế hoạch nào đó của Nga. Chúng ta cùng chờ xem. Đi lên chiến trường Bakhmut, một cách tổng quan suốt một tuần vừa qua, các cuộc giao tranh vẫn diễn ra, nhưng Nga đang lấy dần lại lợi thế cũng như sự chủ động. Ukraine lép vế trong hầu hết các cuộc tấn công, đồng thời Nga cũng chiếm lại một vài công sự từng bị Ukraine chiếm đóng trong thời gian trước. Nhận định chung cho tới thời điểm này thì không còn nghi ngờ gì về việc sườn nam Bakhmut, dù có thể nói là Nga không thể giữ được các làng này, nhưng Nga để mất cũng đồng nghĩa với việc Ukraine lại tiếp tục rơi vào cái túi tiêu hao của Nga. Tình hình chi tiết thì các bản cập nhật lần sau chúng ta sẽ mô tả rõ hơn. Về toàn bộ chiến trường phía Bắc cũng có nhiều phân tích cũng như thuyết âm mưu, tuy nhiên về cơ bản hoạt động tuần vừa qua cũng không có nhiều điều đáng để nói. Vì thế ở video hôm nay mình sẽ bỏ qua toàn bộ phần phía Bắc này. Một nhận định chung thì Ukraine đang gần như rơi vào thế thủ ở trên toàn tuyến. Và tại sao tiêu đề video của mình lại là Ukraine hết lý do để tấn công? Vì thực tế ở trên chiến trường Ukraine không còn nhiều cơ hội để tiến lên. Nguồn lực và sĩ khí của họ đã cạn kiệt và chưa thể bơm đầy trở lại. Đồng thời, sự thay đổi về thời tiết khiến cho chiến thuật bắt buộc phải có sự thay đổi, không thể tấn công theo kiểu mùa hè trong mùa đông được nữa. Chính vì thế, lý do để tấn công mạnh trên chiến trường đang không có mà buộc phải chờ thêm. Còn trên mặt trận tấn công chính xác, chúng ta đã đều phân tích quá nhiều rằng các đòn tấn công tầm xa của Ukraine vào lãnh thổ Nga đều chủ yếu là các đòn truyền thông, có tính biểu tượng lớn nhưng tính sát thương không đáng kể. Trong bối cảnh cả thế giới đang chú ý đến giải Gaza, thì Ukraine có làm gì trong điều kiện này cũng không thể thu hút truyền thông. Chính vì thế, họ cũng chẳng có lý do để thực hiện các cuộc tấn công tầm xa quy mô lớn. Đồng thời với đó, họ không thể phung phí nguồn lực hạn chế hiện tại cho các đòn tấn công mang tính truyền thông mà chắc chắn sẽ không đạt hiệu quả được. Bởi vì các đối tác của họ đang có xu hướng nhìn vào Israel, có nguy cơ chính họ sẽ bị cắt giảm nguồn viện trợ. Thế nên Ukraine không thể phung phí các khí tài hiện có trước khi có tín hiệu rõ ràng hơn cho các nguồn viện trợ tiếp theo. Ở mặt truyền thông chính của Ukraine, các phát ngôn gần đây của Ukraine lại không tập trung vào tình hình của chính họ mà lại nhắm vào cuộc chiến tại Gaza. Nó như một cách để thể hiện sự hiện diện của Ukraine trên mặt trận truyền thông vậy. Họ đã cáo buộc Nga là thủ phạm cuộc khủng hoảng tại Gaza. Tổng thống Zelensky đã nói rằng, chúng tôi có đủ dữ liệu chứng minh rõ ràng rằng Nga muốn phát động chiến tranh tại Trung Đông. Vì vậy, một nguồn đau đớn và thống khổ mới sẽ làm xói mòn sự đoàn kết trên toàn cầu, làm sâu sắc thêm sự chia rẽ và tranh chấp, đồng thời giúp Nga phá hủy tự do ở châu Âu. Đó là lời của Tổng thống Zelensky. Và họ cũng cáo buộc Nga cung cấp vũ khí cho Hamas. Vũ khí của Mỹ và châu Âu thu được ở Ukraine đã được Nga cung cấp cho Hamas, mục đích là để làm mất uy tín của Ukraine trong mắt đồng minh. Vâng, chính xác thì tất cả mọi thứ đang diễn ra tại Gaza, bao gồm cả nguyên nhân xung đột, lẫn vũ khí được sử dụng bởi phiến quân đều do Nga. Tất cả là do Nga. Một nỗ lực khá tuyệt vọng để lôi kéo sự chú ý của Ukraine bằng cách đưa ra các lời cáo buộc, về cơ bản là vô căn cứ, thậm chí nó trái ngược với những bằng chứng sơ bộ về nguồn gốc xung đột cũng như nguồn gốc vũ khí là từ Ukraine mà ra. Trong bối cảnh đó thì ngoài những lời cáo buộc đổ tội cho Nga để gây sự chú ý thì thời điểm trước mắt dường như Ukraine không có lý do để thực hiện tiếp các đợt tấn công lớn của họ. Chuỗi video về Ukraine của mình sẽ trở lại sau một tuần bởi đã bắt đầu ghi nhận sự thay đổi về chiến thuật tấn công của cả hai bên, cho thấy rằng giai đoạn mới chuẩn bị cho mùa đông đang tới. Tình trạng nhàm chán và không có gì nổi bật trong thời gian qua sẽ chấm dứt. Vì thế video mình lại có những diễn biến mới để mô tả cho các bạn. Và đó là thông tin của bản cập nhật ngày hôm nay. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.